Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Tiếp, có địa chỉ tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Tiếp nhé các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là bối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Tiếp. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng mái Nhật, có phong cách tân cổ điển và màu trắng là màu chủ đạo của căn nhà, sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với cây xanh và cổng chính cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Cổng chính sẽ chúng tôi thiết kế là mái Nhật, màu của mái ngói sẽ cùng tông màu với tổng thể ngói của ngôi nhà. Hai cột hai bên sẽ thiết kế hình vuông, chân cột sẽ được sơn giả đá màu vàng, thân cột sẽ sơn giả đá màu trắng để tạo sự đối lập và làm cho hệ cột trở nên bắt mắt hơn. Cửa chính sẽ chúng tôi sử dụng là cửa sắt phun tĩnh điện. Hàng rào sẽ được chúng tôi thiết kế rất là hiện đại nha các bạn. Xen giữa các bức tường sẽ là hè lam cho chúng ta thấy được sự bắt mắt của hàng rào. Phía trước sẽ được thiết kế thêm bồn hoa để anh Tiếp có thể trồng hoa ở đây nha các bạn. Tiếp đến là khu vực mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ chúng tôi thiết kế hệ 3 cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Chân móng sẽ chúng tôi ốp bằng gạch thẻ màu xám để tạo sự sang trọng bắt mắt cho ngôi nhà. Ở khu vực tiền sảnh chúng tôi sẽ thiết kế hai cột ở hai bên vuông to khỏe khoắn, chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu tối và thân sẽ sơn giả đá màu sặc trắng cùng tông màu với tổng thể căn nhà. Nhắc đến mẫu nhà mang đậm phong cách tân cổ điển thì không thể không nhắc đến mái vòm phía trước sảnh chính được. Ở đây chúng tôi thiết kế mái vòm để căn nhà trở nên cao ráo, bề thế hơn. Cửa chính của ngôi nhà sẽ chúng tôi sử dụng một cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và được sơn màu đỏ để tạo sự nổi bật, bắt mắt cho căn nhà. Còn cửa sổ được chúng tôi thiết kế cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo cho chúng ta thấy được một căn nhà rất hiện đại, bắt mắt và sang trọng. Khu vực giao nhau giữa tầng 2, tầng 1 và tầng 1 thì sẽ được chúng tôi đắp thêm đường phào bao quanh, sơn một lớp sơn màu nâu và thiết kế thêm một hệ mái nhằm mục đích phân tầng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ở khu vực tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công phía trước, chống đỡ ban công sẽ là hai cột vuông ở hai bên và mái vòm ở phía trước nha các bạn. Cửa sổ ở tầng 2 sẽ chúng tôi thiết kế thêm một bồn hoa ở đây để anh có thể trồng hoa nha các bạn. Và cửa sổ sẽ được đắp thêm đường phào xung quanh tạo hình khối cho ngôi nhà cũng như là tránh tình trạng nước sụt vào nhà nha các bạn. Khu vực cổ mái thì chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu nâu ở đây để phân tầng ngôi nhà. Mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Tiếp sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, màu của mái sao cho hợp phong thủy cũng như làm cho căn nhà trở nên cân đối, bắt mắt và sang trọng. Trên xe lô mái, trần nhà, các bức tường, các cột thì chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Và đặc biệt thì ở tầng 1 chúng tôi sẽ thiết kế đèn chùm để tạo sự sang trọng cho ngôi nhà. Trên ban công cũng như xung quanh ngôi nhà được chúng tôi thiết kế thêm các bồn hoa, các chậu cây cảnh, cây bonsai để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên nha các bạn. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ bên hông của căn nhà rất là đẹp và bắt mắt. Căn nhà của anh Tiếp được chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ và tỷ lệ cửa sổ rất là cân đối hài hòa để lấy ánh sáng cũng như là làm cho căn nhà trở nên đẹp bắt mắt hơn. Và đây là hình ảnh của căn nhà vào ban đêm rất là lung linh lộng lẫy, nhìn rất là sang trọng phải không các bạn. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ở góc độ này thì chúng ta có thể thấy được rằng ngoài diện tích của căn nhà thì vật sân phía trước rất là rộng rãi, thoải mái chỗ để xe, khu vui chơi giải trí cho cả gia đình và các con. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Tiếp đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Tiếp có chia sẻ với chúng tôi rằng ở khu Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thì rất là nhiều gia đình đã lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế và anh cũng đã thấy rằng các mẫu nhà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Do đó anh đã lên kênh YouTube và
ở website Nhà đẹp Tân Á để tham khảo và chọn cho mình được những mẫu nhà thật là ưng ý. Các bạn cũng có thể giống như anh là truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó là những video review là những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Sau khi các bạn đã chọn được cho mình những mẫu nhà ưng ý thì hãy vào phần mô tả của kênh YouTube. Ở đây chúng tôi đã để lại thông tin của mình. Các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để tư vấn và hỗ trợ. Và đừng quên hãy like, đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website Nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu lâu đài, dinh thự, villa, các mẫu biệt thự, nhà cấp 4, nhà phố, nhà 2 tầng mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, bao gồm có các công trình ở miền Trung, miền Bắc và miền Nam, ở tất cả mọi miền Tổ quốc đều có công trình của chúng tôi. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất cũng như công năng sử dụng của các căn nhà thì có thể truy cập trang web nhà đẹp tân á.vn để tham khảo. Và tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi và anh Tiếp đã làm việc với nhau như thế nào để ra được một căn nhà đẹp, bắt mắt và sang trọng như thế nha các bạn. Sau khi anh đã tham khảo và chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì anh Tiếp đã liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với anh về quy trình làm việc để thiết kế được một căn nhà như thế. Thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát, đo đạc khu đất, đo phong thủy cũng như lấy thông tin từ anh. Sau đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc và kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện ở mỗi khâu. Chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi bàn giao xong, đến giai đoạn thi công thì chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là một phần giám sát trực tiếp sẽ giám sát công trình của anh Tiếp, một phần giám sát online sẽ nhận phản hồi từ phía anh Tiếp và hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn, kỹ thuật và đảm bảo chất lượng công trình. Các bạn có thể thấy rằng để thiết kế được một căn nhà từ khâu thiết kế cho tới khâu hoàn thiện thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh. Do đó, mọi so sánh giữa công ty chúng tôi và những công ty khác đều là khập khiễng nha các bạn. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp như thế này thì kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng cũng như phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được đúng không các bạn? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa như thế nào nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh mà chúng tôi đã lưu lại được trong quá trình khảo sát nha các bạn. Để có được những bức hình như thế này thì chúng tôi đã sử dụng đến flycam và các thiết bị quay công nghệ cao. Đây là hình ảnh khu đất của gia đình anh nha các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Đây là hình ảnh của khu đất ở trên bề đỏ nha các bạn. Qua khảo sát chúng tôi được biết anh Tiếp sinh năm 1988. Dựa vào phong thủy thì anh hợp với bốn hướng làm nhà đó là Đông Nam, chính Nam, chính Đông, chính Bắc. Đất định hướng làm nhà là hướng Bắc. Cho nên chúng tôi thống nhất hướng làm nhà của anh sẽ được hướng Bắc. Phòng thờ, phòng khách, phòng bếp sẽ được bố trí ở vị trí ở phong thủy nhà các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ quay bằng flycam cũng như chụp ảnh khu đất, đo chiều rộng khu đất, đo cốt đất nền với mặt tiền, đo chiều rộng mặt đường để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà là 1,2 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 2 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, vệ sinh được ngăn cách khu vệ sinh và khu tắm rửa riêng biệt, sân ướt sẽ được bố trí ở phía sau. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, hai phòng ngủ, một vệ sinh chung, phòng sinh hoạt chung, sân phơi và sân thượng. Trong quá trình khảo sát và trao đổi thì anh rất là hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và giao tròn trách nhiệm làm đẹp ngôi nhà cho Tân Á thiết kế. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc 3D để hiểu rõ hơn
về vị trí các phòng trong căn nhà của anh nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh tiếp. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế thì cứ có 2D đi kèm, 2D thì sẽ có 3D đi kèm nha các bạn. Đó là ưu điểm của kiến trúc Tân Á. Tôi cũng khuyên các bạn rằng nếu như có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy tự chọn đơn vị thiết kế có hình ảnh 2D đi kèm 3D nha các bạn. Lý do chúng tôi nói như vậy là bởi vì những đơn vị có 2D và 3D đi kèm thì thường làm việc rất là chuyên nghiệp và có đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư rất là giỏi. Do đó các bạn có thể tin tưởng và giao chọn trách nhiệm ngôi nhà của mình cho đơn vị đó thiết kế. Quay trở lại với căn nhà của anh tiếp thì từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách. Phía sau phòng khách sẽ là phòng bếp nha các bạn. Để ngăn cách hai phòng, chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hành lang ở đây. Tầng 1 sẽ có một phòng ngủ và có một nhà vệ sinh nha các bạn. Ở đây sẽ được thiết kế làm phòng kho. Và nhà vệ sinh thì sẽ được thiết kế khu vực hai khu vực riêng biệt nha các bạn. Từ tầng 1 đi lên tầng 2 thì ở khu vực tầng 2 sẽ được thiết kế hai phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, khu vực phơi đồ và nhà vệ sinh chung. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để tìm hiểu rõ hơn về diện tích căn nhà cũng như là diện tích các phòng trong căn nhà của anh. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát, đo đạc khối đất và đo phong thủy, đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Dựa vào độ tuổi và phong thủy thì anh hợp với bốn hướng làm nhà, đó là hướng Bắc thiên ni, hướng Đông phục vị, Đông Nam phước đức và hướng Nam sinh khí. Từ đây chúng tôi sẽ bố trí các phòng sao cho hợp phong thủy nha các bạn. Căn nhà của anh có diện tích là 12,5 nhân 7,7 mét vuông. Hệ thống bao xung quanh căn nhà sẽ chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ là chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Chúng ta có thể thấy rằng phòng sảnh chính sẽ được thiết kế hướng Bắc thiên y. Phòng bếp sẽ được bố trí hướng Bắc thiên y nha các bạn. Các phòng sẽ được chúng tôi bố trí một cách hợp phong thủy. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 23 mét vuông. Về sau phòng khách sẽ là phòng bếp có diện tích là 24,5 mét vuông. Ở đây chúng tôi sẽ thiết kế một phòng ngủ ở tầng 1 có diện tích 13,5 mét vuông. Về sau phòng ngủ sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng kho có diện tích 6,6 mét vuông. Cuối cùng sẽ là khu dây vệ sinh được ngăn cách vệ sinh và khu tắm rửa riêng biệt. Cuối nhà sẽ được thiết kế thêm một cửa phụ để đi ra phía sân sau, sân rửa phía sau nha các bạn. Từ tầng 1 đi lên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy rằng ở tầng 2 sẽ được thiết kế 3 phòng, 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,5 và 13,8 mét vuông. Phòng thờ sẽ bố trí ở hướng Bắc thiên y có diện tích 12 mét vuông. Phía trước phòng thờ sẽ là một khu vực ban công nhỏ nha các bạn. Phòng sinh hoạt chung sẽ bố trí ở giữa nhà có diện tích là 10 mét vuông. Cuối cùng là sân phơi có diện tích là 8,5 mét vuông và nhà vệ sinh chung có diện tích là 5,8 mét vuông. Xung quanh căn nhà sẽ chúng tôi thiết kế thêm các cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ cũng như là để ánh sáng tốt hơn. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh tiếp. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến trang cá nhân để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy chọn đơn vị thiết kế có 2D đi kèm 3D và có khảo sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn tin tưởng vào Tân Á thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.